Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Martini. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục review xe. Volkswagen Electric Aero sẽ là chiếc xe mà chúng ta mổ xẻ trong ngày hôm nay. Tại thì chiếc xe này có mức rank là 3054, mức rank cao nhất ở Class D. Mình thì ở đây cũng có một chiếc xe vàng để review cho anh em xem trong ngày hôm nay. Dòng xe nhà Volkswagen ở trong game Mustang 9 thì mới chỉ có 2 chiếc mà thôi. Còn phần Electric thì chứng tỏ là đây là một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện rồi, có thể dám cá như vậy. Và với một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện thì anh em hoàn toàn có thể hiểu được, đập ngay vào mắt đó là cái chỉ số tăng tốc 88,5. Một chỉ số quá cao, quá kinh khủng mà chỉ xuất hiện ở những con xe điện trong Advan 9 mà thôi. Top speed 290 cũng là một con số nó khá là ấn tượng. Và đây mình nghĩ cũng chính là hai lý do tại sao con xe này có mức rank cao nhất Class D. Hailing 57 và Nitro 67 cũng đều là những cái chỉ số nó khá ổn. Nói chung là con xe này thì không thọt chỉ số nào cả. Nhìn qua về mặt ngoại hình thì con xe này trông như một chiếc xe đua. Và anh em thấy được là xung quanh cũng dán rất nhiều đề can. Trong game thì cũng đã có một sự kiện Grand Prix về chiếc xe này thôi. Ngoài ra cũng chưa có thêm sự kiện gì. Ở đây thì cũng kiếm được thêm một cái đề can, trông cho con xe nó sáng sủa lên tí. Ta sẽ đến ngay bàn đấu đầu tiên. Rồi, và khi mà ở rank Brozone này, anh em hoàn toàn có thể hiểu được là chúng ta sẽ gặp toàn những đối thủ rất là dễ chơi, những chiếc xe D mà còn gặp khá là nhiều người mới chơi nữa. Thì về nhất ở trong ván đấu này là điều đương nhiên sẽ phải xảy ra rồi. Còn hôm nay thì mình sẽ test xe là chính nha. Nào, khả năng tăng tốc ban đầu 88,5, sức mạnh của nó, úi dồi ôi, 3 giây, 2 giây thôi là đã vượt lên được tất cả rồi. Mà ấn tượng đầu tiên của mình với chiếc con xe này, anh em có thể thấy được là cái cánh gió nó quá to, cái cánh gió nó chiếm đến nửa màn hình. Mặc dù là con xe này trông trần nó khá là thấp, tuy nhiên thì cái phần cánh gió nó lại đang bự chà bá như một cái cánh diều ở đằng sau luôn. Và một điểm đặc biệt nữa mình thấy con xe này đấy là mình sử dụng Perfect Nitro hay là rẽ bình thường thấy nó đang khá là cứng. Tuy nhiên thì vào drift lại ngon. Đây anh em thấy không? Mình bẻ Perfect Nitro cũng như bẻ cả Shockwave hay là Nitro đỏ thì đều con xe rất là cứng luôn. Ngoài ra về cái chỉ số tăng tốc thì anh em hoàn toàn có thể thấy được là chỉ số 88,5 nó bá đạo như thế nào. Bắn Shockwave lên Airspeed phát là mắc tốc độ luôn. Hay là kể cả những pha drift có tốn tốc độ nữa, con xe này Shockwave phát lên 301 tốc độ ở dưới mặt đường luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Rõ ràng là khi mà mình sử dụng drift thì con xe này vẫn vào cua rất là ok. Nhưng mà mình đang cảm thấy con xe này bẻ những cái pha gọi là Perfect Nitro, nó đang hơi bị cứng một chút. Thậm chí là bẻ bình thường thôi, nó đang hơi cứng. Và ấn tượng đầu tiên đập vào mắt thì anh em cũng hoàn toàn có thể thấy cánh gió quá to, chiếm đến một nửa màn hình. Không hiểu là tại làm sao. Tuy nhiên thì đây cũng là một con xe rất mạnh là Class D, với cái chỉ số tăng tốc nó kinh khủng như thế này. Tuy nhiên thì với cái tốc độ nó không hẳn là quá cao, mà xe D thì nhiều map cũng rất quan trọng tốc độ. Cho nên mình nghĩ là để mà so sánh chiếc này với cả chiếc Huracan Trofeo thì mình vẫn thích chiếc Lamborghini Huracan Trofeo hơn. Cộng thêm một cái điểm trừ của xe này thì anh em có thể thấy được rất rõ, đó là ván đấu trước mình bẻ Perfect Nitro hay là rẽ bình thường thì rất là nặng, rất là cứng. Tuy nhiên thì những pha drift lại hoàn toàn bình thường. Nói chung là đây là con xe khá dị. Mình không thấy nhiều những chiếc xe như thế này. Mà cái tăng tốc thì lại quá khỏe. Đây anh em thấy không? Mình bẻ một pha gọi là drift cực kỳ nột nà. Có lẽ là do cái phần cánh gió đằng sau nó to, nó nặng quá chăng, khiến cho chiếc xe này bẻ bình thường thì không sao, nhưng mà drift thì mình bẻ bình thường thì nặng, nhưng mà drift thì mới ngon. Còn những cái map mà nó nhiều airspeed như này thì con xe lấy airspeed cực kỳ nhanh, kể cả Nitro đỏ. Chưa đầy một giây thôi là mắc tốc độ rồi. Cái chỉ số 88,5 nó là quá kinh khủng, quá nguy hiểm. Về cái tốc độ thì tạm được. Chỉ số tốc độ 300 ở dưới mặt đường ở Class D như này là tạm được. Không phải là thấp nhưng mà cũng không hẳn là cao nữa. Khi mà bây giờ cũng có tiệm cận trên dưới 300 ở Class D thì cũng tương đối nhiều. Còn xét về rank thì mình nghĩ là rank con này nên thấp hơn cho phe một chút thì hơn. Chứ còn rank như này mình thấy nó đang hơi bị gọi là ảo một chút.
Hai ván đấu thì khá nổn nà, con xe này thì cũng dễ sử dụng thôi. Nếu mà chúng ta bẻ cảm thấy rẽ con này nặng quá thì anh em drift luôn cho mượt, bởi vì drift con này mình thấy rất là mượt. Nitro thì cũng tương đối là dồi dào đấy, còn tăng tốc với cả tốc độ thì anh em khỏi bàn rồi nhé, bởi vì nó đã thể hiện rõ ràng qua hai ván đấu vừa rồi. Ở cái danh đồng này thì thực sự là không hề có một đối thủ nào mạnh để chúng ta so sánh được với những chiếc xe khác cả, cho nên là ở đây mình chỉ so sánh được trực quan với cảm giác của mình khi cầm chiếc xe này mà thôi. Và nói chung là con xe này thì cũng mới có một sự kiện Grand Prix duy nhất, cũng chưa có thêm bất kỳ sự kiện nào để có thể lấy được thẻ xe chiếc xe này, cho nên là chiếc xe này cũng đang hơi hiếm. Tốc độ lên rất nhanh, anh em thấy chưa đầy 2 giây, thậm chí là 1 giây đã đủ để vượt được qua được tất cả những chiếc xe khác ở trong Class D rồi. Nói chung đây là một chiếc xe có khả năng tăng tốc mạnh nhất ở Class D rồi. Nitro cũng tương đối trâu. Đối với một người chơi manual hay là cả những người chơi top driver thì mình thấy là cái lượng nitro nó dồi dào như này thì dùng con này nó cũng tương đối dễ thôi. Mỗi tội là cánh gió hơi to, chiếm hết cả màn hình rồi. Drift cực kỳ vào luôn. Tựa thì đây như là một chiếc Remax hay là một chiếc Aspark phiên bản fake của Class D. Khi mà so chiếc Remax với cả chiếc Aspark với chiếc Zeco cũng giống như chiếc Volkswagen này, mà đi so sánh với cả chiếc VTR hay là những chiếc như là Huracan cho Feo, tốc độ nó có yếu đi một chút nhưng mà khả năng tăng tốc thì tinh hoàn. Nói chung là một con xe điện mà tăng tốc kinh khủng như này thì cũng đúng thôi. 3 ván đấu chạy con này, một phần lý do con xe này có cái top speed nó cũng khá là thấp nữa, cho nên là việc điều khiển con xe này nó cũng không quá khó, anh em hoàn toàn có thể xử lý một cách chậm rãi mà vẫn có thể mượt mà được. Cộng thêm là con xe này cái bộ chỉ số nó cũng ngon, phải gọi là ngon, tăng tốc quá mạnh, handling ok, mỗi tội là bẻ hơi bị điêu một tí, thỉnh thoảng hơi cứng. Còn Nitro thì trâu rồi ra. Cảm nhận của mình này thôi, chứ còn thực sự là nếu mà mình khuyên anh em đầu tư con xe này thì mình cũng thấy là hơi phân vân. Mình cũng chưa biết được là nếu con xe này sau có sự kiện gì tiếp theo thì nó sẽ là sự kiện như thế nào để có thể lấy được thẻ xe nữa. Đây, giai đoạn ban đầu thì mình rõ ràng là mình cảm thấy là mình kéo cái cần gạt tay cầm nó phải mạnh hơn, nó mới rẽ được vào như này anh em ạ. Đây, quả này Perfect Nitro, mình đã kéo hết tay cầm rồi mà nó vẫn bị đụng tường pha vừa rồi. Nói chung là giảm cái độ to của cái cánh gió đi được thì con xe trông nó sẽ ngầu hơn rất nhiều, nó sẽ bẹp xuống hơn rất là nhiều, giống như kiểu con Aspark. Nhưng mà còn con này thì cái cánh gió không hiểu sao người ta làm nó to như thế này. Có lẽ là Volkswagen cũng chỉ có 2 chiếc ở trong Advan 9 mà thôi, cho nên người ta làm nó đặc biệt một chút, nó chọn con xe nó đặc biệt một chút. Còn khả năng tăng tốc nó bá đạo như này, mà sức mạnh của chiếc xe điện thì không phải bàn rồi. Nhìn chung thì để nói con này là king của Class D hay chưa thì chắc chắn là mình sẽ không đánh giá con này là king của Class D đâu. Nó chỉ kinh ở cái rank của nó thôi, chứ còn về cái sức mạnh của nó mình nghĩ là vẫn sẽ có nhiều con mà nó vượt qua được ở trong khoảng beat time. Những con mà có tốc độ cao hơn ở Class D có thể nói đến như là những con Chevrolet hay là Lamborghini Huracan cho Feo thì cũng đều có thể sử dụng ngon lành mà ăn được ở trong nhiều map đấy, bởi vì tốc độ cao hơn mà. VTR thì vào những map như là Cairo hoặc là những map Himalaya thì hoàn toàn VTR sẽ ăn đứt phần còn lại của Class D. Đánh giá trên thang điểm 10 ở Class D thì mình sẽ đánh con này ở tầm điểm 9. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.